Hà Nội, bé gái 3 tuổi hôn mê, hình ảnh phim X-Quang giống có đinh bắn vào sọ, nghi bị bạo hành. Hình ảnh trên phim X-Quang của bé gái 3 tuổi tại Thạch Thất Hà Nội thấy giống có 9 đinh bắn vào sọ. Trao đổi với bác sĩ Vương Trung Kiên, giám đốc bệnh viện Đa khoa Thạch Thất cho biết, khoảng 17 giờ 23 phút ngày 17 tháng 1, khoa cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận bé gái DNA 3 tuổi ở canh nậu nhập viện trong tình trạng hôn mê co giật. Bệnh nhân được mẹ đưa đến, các bác sĩ tiến hành điều tra bệnh sử thì người mẹ chỉ nói từ chiều thấy gọi con không tỉnh, sau đó đưa đến bệnh viện. Các bác sĩ đã nhanh chóng cấp cứu, đã đặt ống thở, chụp phim làm chuẩn đoán, thấy trên phim có hình ảnh cản quan trên hộp sọ bệnh nhi. Bệnh viện đã tiến hành chụp cắt lớp, nhận thấy có hình ảnh như là đinh bắn vào sọ. Tất cả có 9 đinh, hiện tình trạng bệnh nhân nặng, tỷ lệ không qua khỏi rất cao. Chuẩn đoán ban đầu, bệnh nhi hôn mê, nghi viêm màng não. Sau khi bệnh nhi nhập viện khoảng 1 giờ, chúng tôi đã chuyển bệnh nhân lên tuyến trên bệnh viện Saint Paul. Ngoài ra, thấy dấu hiệu bất thường, phía bệnh viện cũng đã báo công an huyện Thạch Thất, bác sĩ Kiên nói. Được biết, tại bệnh viện Saint Paul, bệnh nhi vẫn trong tình trạng nguy kịch. Hình ảnh trên phim cho thấy có nhiều đinh cắm vào não bệnh nhân. Dù chưa xác định được nguyên nhân chính xác, nhưng vị này nghi ngờ bệnh nhi bị bạo hành.